Thưa bác, hôm nay tôi sẽ thay cái đầu từ của cửa địa A của con Sony CFS715S này. Đây, tôi đã tháo cơ ra rồi đây. Thì đây là cái dây đầu từ của nó này, đầu từ do mòn quá. Ok, để chắc ăn thì tôi tháo ra luôn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cậy cái này ra, cậy cái vòng nhựa này ra đó, để xem là cái đầu từ của chúng ta nó có vừa với những cái khác không. Ví dụ ở đây mình có cái cơ của máy Iowa, nếu mà vừa chẳng hạn thì mình sẽ thay thế vào. Đấy, ví dụ cho đây vừa các bạn nhé. Đây này. Rồi giờ mình sẽ test thử xem, tại vì mình nhìn thấy là cái đầu từ của Iowa này còn khá là mới, không biết được như thế nào. Ok. Ta bỏ cái này đi này. Ok. Đại khái là chân đen sẽ hàn ở ngoài này, chân màu đen này, này đen sẽ hàn ở ngoài, chân đỏ sẽ hàn bên kia, chân trắng sẽ hàn bên này, và chân chân này sẽ là chân mát ở đây. Ok.
Rồi cái chân này thì chúng ta sẽ hàn vào đâu đó ở ngoài vỏ này nhá. Cái chân mắt này này. Đấy, cái chỗ đen lệch bên trái thì sẽ là ở bên trong này. Thì chúng ta sẽ để như vậy. Ok. Nếu vừa thì nữa tôi sẽ tìm cách gắn cái này vào đây. Ok, chúng ta có cái đầu từ như vậy. Giờ tôi sẽ lắp cái này vào. Ok. Rồi, tôi sẽ thay cái mới này vào nhé. Xem nó như thế nào nhé. Tôi sẽ cho đây này. Đấy, nó đã quay. Không biết là sẽ như thế nào. Chúng ta cùng chờ xem. Nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt Ok. giòn lễ đài. Thành công các bạn ạ. Bây giờ cái độ chép của nó còn vẫn còn. Em có nghe trời bao xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt mưa lắp cái cũ cho các bạn so sánh nhé. Đây, lắp cái cũ này vào thử xem tiếng nó như thế nào nhé. Tôi vừa gắn cái cũ vào cho các bạn nghe âm thanh thử xem này. Đấy, nghe chán không? Loa đây. Nghe rất là chán luôn. Tiếng xì rất là nhiều, không có tiếng chép. Giờ tôi lại gắn lại cái mới tiếp nhé. Cho các bạn trải nghiệm âm thanh luôn này. Ok, âm thanh rất là khác. Ok, vậy là đã xong. Thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây cội. Mai già mà mùa xuân quên mặc áo mới. Ở đấy tôi còn chưa vệ sinh cái đầu từ này nhé. Bây giờ tôi sẽ vệ sinh đã. Ok, chúng ta test thử thôi.
Ở đây tôi chỉ mới thử một loa thôi, chưa biết loa bên kia như thế nào. Rồi bây giờ tôi sẽ gắn vào cho các bạn nghe. Ok, xem. Thưa các bạn, mình vừa thay cái đầu từ này xong đây. Đầu từ này là đầu từ cũ của nó. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nhé. Để nguyên cái băng như vậy. Giảm chép này, tăng chép này. Còn cái tiếng nó gọi là tiếng run run ấy thì mình sẽ khắc phục tiếp theo ở cái video tiếp theo. Bây giờ so sánh với cái cửa bên này xem nào. Cửa này nhiều chép hơn này. Cửa này nhiều chép hơn nhưng mà thế là được rồi, ok rồi. Rồi, mình nhét vào cửa này tiếp theo nhá. Nó không nhiều chép bằng cửa bên này nhưng mà thế là tạm ổn rồi. Em có nghe trời bao xuân chưa? Mỗi lần làm từng bước thôi. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video.